Chúng ta vào phòng họp trên tầng rồi nói tiếp. Mời. Xin chào, xin hỏi lời phỏng vấn ở đâu ạ? Phòng họp tầng 1, dân cảm ơn. Và dân Trú Xuyên, mọi người đều biết cuốn Năm Tháng Như Khúc Ca của ông Trú năm xưa được xuất bản ở tòa soạn Nguyên Nguyệt của chúng tôi đã đạt tới 400.000 cuốn in lần đầu. Bây giờ sắp phát hành ấn bản kỷ niệm quan tân mới. Chỉ tính trên thành tích này, đây là đỉnh cao của tòa soạn Nguyên Nguyệt. Không phải là đỉnh Everest của cả ngành xuất bản. Bây giờ cậu lại kế thừa sự nghiệp của bố, chắc chắn ông Trú sẽ cảm thấy tự hào như cậu. Năm xưa, cuốn Năm Tháng Như Khúc Ca của ông Trú đã tạo ra thành tích tốt như vậy ở tòa soạn Nguyên Nguyệt chúng tôi. Nếu bây giờ cậu cũng ký hợp đồng sách mới với tòa soạn của chúng tôi thì ắt sẽ thành giai thoại trong ngành đề. Tôi đã nghĩ xong cả slogan quảng cáo rồi. Cha con một nhà, thư hương truyền thừa. Vậy anh có cần gọi cho ông ấy trước, hỏi xem ông ấy có bằng lòng cùng tạo nên giai thoại trong ngành với tôi không? Đây đã. Làm gì vậy? Muốn ép phỏng vấn à? Không có. Xin lỗi chị, tôi biết mình không có tên trong danh sách phỏng vấn, chuyên ngành của tôi cũng không đúng. Nhưng mà tôi thật sự rất muốn làm việc ở tòa soạn Nguyên Nguyệt. Mỗi cuốn sách do tòa soạn Nguyên Nguyệt xuất bản, tôi đều học hết rồi. Những cuốn sách ở đây đã trưởng thành cùng tôi. Xin mọi người hãy cho tôi một cơ hội. Chuyện đó, hay là chúng ta xem hợp đồng trước đi. Tôi đã làm xong hợp đồng rồi, cậu xem trước đi. Hợp đồng này, sau nhiều lần cố gắng của tôi, cuối cùng cũng lấy được con số tốt nhất của tòa soạn Nguyên Nguyệt năm nay. Xin lỗi, phỏng vấn đã kết thúc rồi. Xin mọi người hãy cho tôi một phút đi. Muốn hỏi gì tôi cũng được. Dù là vấn đề lớn như quá trình khởi nghiệp của tòa soạn Nguyên Nguyệt, hay là nhỏ như giải nghĩa lời văn trong mỗi tập san, tôi đều biết hết.
Lần này đến Thượng Hải tìm việc, mục tiêu duy nhất của tôi chính là tòa soạn Nguyên Nguyệt. Ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi là làm một biên tập giỏi. Tôi không muốn rời đi trong tiếc nuối. Chúng tôi muốn tuyển biên tập văn học hoặc là thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến văn học lịch sử. Xin hỏi cô phù hợp với yêu cầu nào? Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình. Bây giờ ngành xuất bản, sách giấy ngày càng xuống dốc. Nếu mọi người tuyển tôi thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, tìm kiếm tác phẩm chất lượng tốt nhất để ký kết với tác giả. Tuyệt đối không để tòa soạn Nguyên Nguyệt trở thành một trong những nhà xuất bản kia. Vậy xin hỏi trong tay của cô có những tài nguyên tác giả nào? Tạm thời vẫn chưa có, nhưng sau này nhất định sẽ có. Được rồi, hết một phút. Tôi... Mẹ, con thật sự không có thời gian, con đang đi làm. Chị ơi, đợi đã. Đúng vậy, mẹ nhận giúp con đi. Đợi đã. Đây là những đánh giá về sách mà tôi viết trong những năm gần đây, còn cả một số nghiên cứu về những tác giả có sách bán chạy. Làm phiền chị xem qua. Xin chị hãy tin tôi thật sự sẽ trở thành một biên tập giỏi mà. Đây cũng là con số cao nhất trong các tác giả trẻ cùng thể loại rồi. Năm xưa, năm tháng như khúc ca là bao nhiêu? Hơn 100.000 cuốn sao? Vậy Danh Thú Xuyên, số lượng ấn bản tối thiểu này chỉ là một cam kết của tòa soạn chúng tôi với cậu thôi. Nếu mà sách của cậu bán chạy thì tiền nhuận bút cũng tự nhiên tăng lên thôi. Gặp phải một chuyện trước không vui. Bên cạnh sự tức giận, tôi cũng không kìm được nghĩ rằng có phải bởi vì tôi cố gắng chưa đủ nên mới bị đối đãi như vậy không? Có lẽ thật sự phải tiếp tục cố gắng mới có được sự tôn trọng mà tôi mong muốn chăng? Vừa dịu dàng, vừa đầy năng lượng tích cực. Đúng là nhà văn Thú Xuyên có khác. Vô duyên vô cớ, bấm còi cái gì thế? Tiểu Bạch, ông Tụ Các Cầu lại không có ở đây sao? Anh ấy ra ngoài tìm sách rồi. Là sách tham khảo mà tôi cần lần trước thế nào rồi? Đã về cả rồi. Còn về một cuốn sách hiếm của Nasume Soseki, năm 1958 đó. Thật không? Ở đâu vậy? Ông chủ chúng tôi để sách lẫn lộn, vị trí rất lung tung. Có lẽ ở bên kia anh phải tự tìm rồi. Cảm ơn nha. Ông chủ, xin hỏi chỗ của anh có sách của Nasume Soseki không? Có lẽ cô phải tự tìm rồi. Nhà sách này tùy ý vậy sao? Nasume Soseki. Tìm thấy rồi.
Cẩn thận. Không sao chứ? Không sao. Hay là cô xuống trước, để tôi lên. Cảm ơn. Anh gì ơi, anh ơi, để tôi tự cầm cuốn sách này là được rồi, không cần khách sáo đâu. Này, Dân. Tiền sách cậu ghi vào sổ của tôi là được rồi. Cảm ơn. Đây không phải sách của Nasume Sasuke mà anh lấy hộ tôi sao? Ai lấy được trước thì là của người đó. Đây là quy tắc của nhà sách này. Sao người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Ông chủ chúng tôi cũng thường nói như vậy đó. Hậu tử chết tiệt, đâu rồi? Đi phỏng vấn hay là bị lừa bán rồi? Không đúng. Cảnh sát như cô có bị lừa thì cũng không bán được. Chỉ bị lừa, không bán được. Đáng thương quá. Đi phỏng vấn thất bại thảm hại. Đang trên đường chuẩn bị cuốn gói về nhà. Vừa rồi còn trơ mắt nhìn một tên diễn sâu dành cuốn sách Nasume Sosaki xuất bản năm 1958 mà tôi thích nhất ngay trong tay tôi. Trùng hợp thế. Tôi cũng vừa lấy một cuốn sách từ chỗ bạn tôi. Con người bây giờ ngoài mặt thì đáng yêu, nhưng bên trong lại. Hôm nay còn gặp nhà văn nào đó la lối ôm sờm trong phòng biên tập, còn gào lên mắng chửi nữa. Một người sắp kéo hành lý cuốn xéo, còn lòng dạ buông mấy chuyện này nữa hay sao? Alo. Dân, tôi đến ngay đây. Người mới đến kia. Chủ biên Du, chị tìm tôi là để tìm cô là để trả lại đồ cho cô đấy. Cầm lấy. Chị đã xem rồi sao? Cảm ơn chị cho tôi cơ hội này. Mở tập tài liệu xem cho kỹ rồi nói tiếp. Tương lai của ngành xuất bản ở đâu? Bài ca bi thương về bước đường cùng của truyền thông sách giấy. Còn có nhà xuất bản Nguyên Nguyệt, Quý Tộc Suy Tàn. Những bài viết tạp chí như vậy ở đây cũng thu thập khoảng 200 bài nhỉ. Chủ biên Du, chị nghe tôi giải thích. Tôi biết. Bên trong còn có một bức thư tay của mẹ cô. Hết lời khuyên bảo cô phải biết quay đầu khi đi làm đường. Thật ngại quá. Tôi không tiện bảo quản những đồ cá nhân này của cô. Thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi. Alo, Lão Miêu, nhà văn Khấu Duy đến rồi đúng không? Được rồi, tôi qua ngay. Chào mọi người. Cố Bạch Chỉ, sao cô lại đến đây? Đã lâu không gặp chủ biên Du. Tôi được điều về Thượng Hải rồi, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt đấy. Nhà văn Khấu Duy không đến đâu, tôi thấy ông ấy đến. Ông ấy đã ký hợp đồng sách mới với Tân Thuẫn rồi. Tôi đến để gửi thỏa thuận quỹ hợp đồng thay ông ấy. Yên tâm, Tân Thuẫn sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rõ ràng. Nhưng mà tác phẩm tiêu biểu của ông ấy sắp đến hạn bản quyền 5 năm rồi. Làm phiền nhanh chóng dừng in ấn thêm. Không, không thể nào. Đừng gấp, tôi lập tức gọi điện cho nhà văn Khấu Duy. Không cần đâu. Ông Khấu nói sau này vẫn sẽ tìm anh chơi bóng trượt tuyết. Như là một biên tập, hình như anh chưa từng đọc sách của ông ấy. Cố Bạch Chỉ, cô cướp người trắng trợn như vậy có thấy dễ dàng hay không? Trắng trợn sao? Không phải. Ông Khấu đã chủ động lựa chọn con thuyền lớn là Tân Thuẫn chúng tôi. Dù sao chúng tôi còn phụ trách
khai thác toàn bộ quyền sở hữu của tác phẩm, khác với nguyên quyền các cô. Thay vì trách tôi thì không bằng nghĩ xem tại sao các cô lại không giữ được tác giả. Cuốn sách Triết học gia nhảy múa này của nhà văn Khấu Duy có thời hạn bản quyền được viết rõ ràng trên hợp đồng là từ năm 2013 đến năm 2018. Bây giờ đã sắp hết hạn rồi, tôi còn tốt bụng trong nguyên quyền một tháng chuẩn bị đấy. Ngại quá, làm phiền một chút. Chủ biên Du, cuốn tiểu thuyết này của Khấu Duy tôi nhớ rõ ràng là mùa thu năm 2014 mới đưa ra thị trường. Năm đó tôi học lớp 12, vì mua cuốn tiểu thuyết này mà mẹ tôi suýt nữa đánh tôi một trận. Vì vậy, thời hạn bản quyền này có phải có vấn đề không? Đúng vậy, chủ biên Du. Cô này, cô gì đó nói rất có lý. Tôi nhớ lúc đó nhà văn Khấu Duy quãng thời gian nộp bản thảo một năm mới giao cho tòa soạn chúng tôi. Vì thế, có nghĩa là thời gian xuất bản này cũng kéo dài thêm một năm. Cô này nói đúng đó. Vì vậy, 5 năm thỏa thuận trên hợp đồng là tính từ ngày xuất bản. Nếu tính như vậy thì cố Bạch Chỉ à, nguyên quyền của chúng tôi vẫn còn nắm bản quyền hơn một năm nữa. Cô Bạch Chỉ, hơn một năm nữa lại đến nói chuyện đi. Chỉ là một cuốn sách thôi mà. Tương lai của nhà văn Khấu Duy là ở Tân Thuận chúng tôi rồi. Cô tên là gì? Cô ấy tên là Sơ Lễ, người có nguyên quyền chúng tôi. Thật đáng tiếc. Sau này nếu không trụ nổi ở nguyên quyền nữa thì nhớ đến Tân Thuận tìm tôi. Cố Bạch Chỉ. Tôi thật sự chỉ muốn đến nguyên nguyệt thôi. Tuần sau đến phòng biên tập nhận việc. Thật sao? Thời gian thử việc là 2 tháng, lương thử việc là 3.500 tệ, chuyên cần thêm 100 tệ, mỗi ngày trợ cấp tiền ăn 10 tệ. Cô có vấn đề gì không? Không vấn đề gì cả, tôi vui lắm. Chủ biên Du, tôi có vấn đề. Cô xem, không phải thực tập sinh trưởng chúng ta đã có đủ nhiều điều rồi sao? Tuyển thêm một người nữa thì có phải nhiều quá rồi hay không? Vừa rồi, anh không nghe thấy lời tôi nói với Cố Bạch Chỉ sao? Tòa soạn nguyên nguyệt chúng tôi xưa nay không tuyển người nhàn rỗi. Hai thực tập sinh sau cùng chỉ giữ một người ở lại nguyên nguyệt. Được, tôi không có vấn đề gì. Đậu phỏng vấn rồi. Con gái mẹ xuất sắc như vậy sao có thể rớt phỏng vấn được chứ? Đậu phỏng vấn rồi à? Con nói xem, con học tài chính lại cứ muốn làm văn vẽ gì đó. Đậu phỏng vấn rồi phải không? Được, đợi con vào đó đi. Kiểu gì cũng bị người ta xem thường. Làm gì có ai hạ thấp con gái mình như mẹ chứ? Ước mơ của con vốn là làm biên tập. Ai bảo mẹ ép con đi học tài chính làm gì? Ước mơ thì thay cơm được hay sao? Mẹ vất vả cho con đi học tài chính, làm ngân hàng đấy. Công việc có thể diện và ổn định thế mà con không làm. Cứ muốn chạy đến nơi xa thế, chịu khổ, chịu tội. Được rồi, có bản lĩnh thì đừng để bố con lén gửi tiền cho con. Tôi không gửi mà. Cái gì mà không chứ? Ông đừng tưởng tôi không dám thu quỷ đen kia của ông. Phải để cho nó sớm nhìn rõ hiện thực thì nó mới sớm về nhà. Mẹ cúp máy đi. Yeah.
Sao lại là anh ta? Lẽ nào anh ta là fan của chú Xuyên? Mỗi lần đọc sách của nhà văn chú Xuyên, tôi sẽ không nhịn được mà bật cười. Các cô đoán sách mới lần này của anh ấy sẽ có nội dung thế nào? Tôi mong chờ quá. Tôi cũng thế. Đáng tiếc nhà văn chú Xuyên hành tung bí ẩn. Nếu như anh ấy mở buổi ký tặng sách thì tốt rồi. Vậy thì tôi sẽ có một cuốn sách có chữ ký của anh ấy, bên trên viết dành tặng độc giả trung thành nhất của tôi. Tôi thì muốn gặp anh ấy. Dù sao sách của anh ấy cũng đã đồng hành cùng tôi suốt năm 12. Các cô xem này. Thế nào? Làm gì thế? Không phải cậu nói không đến sao? Nếu để fan của cậu nhìn thấy nhà văn Tú Xuyên với nam thần của họ trốn ở đây như kẻ trộm, thì sẽ có người thất vọng lắm đó. Sắp xếp sách của cậu đi. Anh cũng là fan của Tú Xuyên à? Anh thực sự là fan của Tú Xuyên sao? Cô ấy cũng là độc giả của mình à. Hôm nay nhiều người đến thật nhỉ? Đương nhiên rồi, chú Xuyên là nhà văn rất được yêu thích. Tuy là cuốn sách đầu tay, nhưng không ngờ lại viết rất khá. Chỉ là khá thôi à? Đâu chỉ là khá. Văn của chú Xuyên có một cảm giác hài hước kỳ lạ, thần thoại cổ đại hạ bút thành văn. Vì thế phong cách vừa thoải mái vừa hàm súc truyền thống. Cô cùng anh ta thật đó. Trú Xuyên hoàn mỹ vậy sao? Đương nhiên rồi. Nhà văn Trú Xuyên xuất sắc như vậy, từ trước đến giờ chưa từng có tác giả và tác phẩm nào xuất sắc như thế. Tình mắt đấy. Anh đẹp trai này, hai chúng ta đều là fan của Trú Xuyên, lại cùng thích Nasume Soseki. Cuốn sách in năm 1958 hôm qua, anh có thể kìm nén nỗi đau mà nhường cho tôi không? Thế nên cô cố ý lôi. Không sao chứ? Người hâm mộ nhận được sách có chữ ký của cậu đều vô cùng vui vẻ. Còn cậu, sao sau khi trở về cứ ngẩn ra thế? Cậu đọc Đông Phương Ỷ Chăn Lục chưa? Trạng thái này của cậu không đúng rồi. Ai đã làm lung lay lòng tự tin ngút trời của cậu thế? Là một cô gái kỳ lạ. Cô ấy nói sách của tôi hơi dông dài. Cuốn Đông Phương Ỷ Chăn Lục này ấy mà, phải liều mạng vượt qua 3 chương đầu mới được. Bởi vì giới thiệu bối cảnh thực sự quá phức tạp và quá. Nhưng cuốn sách này của anh ấy vẫn rất khá. Ánh mắt chọn sách của anh cũng rất xuất sắc. Ý của cô nói là Trú Xuyên có vấn đề khi thực hiện quy luật 3 chương vàng. Cô đọc hiểu sách của anh ta không vậy? Tôi đọc hiểu mà. Tôi nói từ góc độ trực quan nhất của độc giả đó. Hơn nữa, chẳng phải anh bảo tôi nói sao? Hơn nữa tôi còn nghe ra cô ấy chính là fan của người nữ về hưu là cậu đấy. Thì cô nói xem sách của ai hay. Tôi bảo Tú Xuyên học tập. Nhà văn Giang Dữ Thành, sách của anh ấy vừa bắt đầu đã vào thẳng chủ đề, không hề dài dòng. Cô so sánh Tú Xuyên với Giang Dữ Thành à? Cũng đúng.
Nhà văn Giang Dữ Thành có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn. Nhà văn Trú Xuyên cũng giành được nhiều giải hơn. Đặt họ cạnh nhau đúng là không công bằng lắm. Nhưng mà anh yên tâm, nhà văn Trú Xuyên chỉ mới xuất bản một cuốn sách là Đông Phương Ỷ Văn Lục, có rất nhiều không gian để tiến bộ. Hơn nữa, anh ấy vẫn chưa gặp phải bế tắc khi sáng tác nữa. Bế tắc sáng tác là chuyện đáng để khoe khoang sao? Tôi Trú Xuyên thiếu fan à? Cô là độc giả của anh ta sao? Đúng vậy, tôi là độc giả của anh ấy. Đúng. Tôi hiểu rồi. Cô là độc giả của Giang Dữ Thành đúng không? Vậy cô đến buổi giao lưu của fan Trú Xuyên làm gì? Cuối tuần cô rảnh rỗi không có gì làm mà. Anh lớn tiếng thế làm gì? Nếu bị người ta nghe thấy thì làm sao? Thực ra hôm nay tôi đến là muốn gặp một người, nhưng tiếc là không gặp được. Buộc tóc đuôi gà, mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô. Sao cậu biết? Nói là thích tôi 7 năm rồi. Lúc tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang xếp sách của tôi vào giữa giá sách. Cô đang giúp tôi sắp xếp giá sách sao? Xin lỗi, tôi... Em gái à? Một tác giả hết thời sẽ không bởi vì cô đem tác phẩm của anh ta đặt cạnh nhau mà đổi đời đâu. Đợi đã, anh đọc cuốn sách này chưa? Cuốn Sở Thú Bị Mất Tích này là một cuốn sách hay kinh điển, tuyệt đối đáng để anh đặt nó ở nơi nổi bật nhất. Nhưng sự thật chính là sách của anh ta không có ai mua hết. Anh là ông chủ của nhà sách này à? Tác giả của cuốn sách này, nhà văn Giang Dữ Thành rất thích nhà sách này của anh. Vì thế có thể xin anh về sau này đừng nói gì mà đổi đời hay hết thời. Nếu anh ấy đến mà nghe được thì sẽ buồn lắm. Sáng nay anh ấy vừa đến nữa. Sao cô biết? Anh ấy đăng một bức ảnh, tôi lấy cho anh xem. Anh xem này, trong bình hoa này cắm cúc quả mi, có phải giống hệt bình hoa kia ở cửa nhà sách của anh không? Còn có cửa sổ phản chiếu trong bình hoa này cũng giống cửa sổ của nhà sách. Cô là gì của anh ta? Tôi thích anh ấy 7 năm rồi, vẫn luôn theo dõi hoạt động của anh ấy trên mạng. Nhà văn Giang của chúng tôi chỉ là tạm thời im ắng mà thôi. Nhưng cô biết không, tác phẩm trong 2 năm gần đây của anh ta liên tiếp lập kỷ lục lượng tiêu thụ thấp nhất. Những cuốn sách này đặt ở đây sắp thành đồ cổ rồi. Đúng vậy, những cuốn sách này của anh ấy không bán chạy, nhưng ai chẳng có lúc lên voi xuống chó. Ai nói không ai mua sách của anh ấy? Tôi mua, mua hết chỗ này luôn. Mua hết à? Đúng vậy. Người hâm mộ sách của cậu à? Xem ra không phải sách của tôi có vấn đề, mà là ánh mắt của cô ấy có vấn đề. Đúng. Ánh mắt kém như vậy cũng không để ý tới cậu. Cho cô thể diện đấy hả? Nào, tiếp tục. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. À Tượng, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng vẽ theo suy nghĩ của mình. Có phải là tranh liên hoàn đâu. Cô phải khiến tác giả hài lòng chứ. Tôi thật sự vẽ theo yêu cầu của anh ta mà. Tôi không hề tự ý thay đổi. Cái gì mà không tự ý thay đổi? Cô không tự vẽ lên tinh thì bức tranh này là cái gì thế? Đừng vẽ lại đi. Vẽ tới khi nào người ta hài lòng thì thôi. Dân ạ, bây giờ ngay cả một biên tập mỹ thuật cũng không nói được nữa rồi. Ban đầu không biết tại sao lại tuyển vào nữa. Mới tới có phải không? Cô ngồi ở đây đi, ngồi bên cạnh quả xin lớn. Dân ạ. Sơ lễ phải không? Dạ đúng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến, tôi phải nói cho cô biết quy tắc ở đây. Ngoài việc phụ trách công việc xuất bản sách mới thường ngày ra, cô còn phải làm công việc đặt bản thảo của Nguyệt Quang nữa. Nguyệt Quang, cô biết chứ? Dạ biết. Nếu nói Tinh Quỷ là cái nôi của các tác giả truyền thống, thì Nguyệt Quang chính là đường đua của các tác giả mới.
Được, coi như cô còn biết ăn đói. Làm việc đi. Chủ biên Du, cô duyệt phép này cho tôi đi. Tôi biết sức khỏe cô không tốt. Trước đây tôi đã duyệt phép cho cô hết rồi, nhưng bây giờ cô lại xin nghỉ phép nữa. Cô bảo tôi duyệt kiểu gì đây? Chủ biên Du, tôi cũng muốn đi làm tử tế, nhưng bác sĩ đã nói nếu tôi không nghỉ ngơi đàng hoàng thì sau này sẽ mắc đủ thứ bệnh. Cô cứ giúp tôi đi mà. Tôi bảo này, đại biên tập Tiên Vũ, cô cũng đừng sốt ngày làm khó cho chủ biên Du nữa. Cô ấy cũng đâu được quyết định. Chuyện của cô sớm để truyền sang hàng xóm láng giềng rồi. Người ta đều nói là cô thủ đoạn phi thường, suốt ngày xin nghỉ phép không đi làm như vậy mà vẫn có thể làm ở đây. Lạ thật. Lúc Lý Tiên Vũ tôi xin nghỉ phép không hề ảnh hưởng tới công việc. Tay của ai mà dài thế? Nhưng tới tận phòng số 2 của tôi. Chủ biên Du của chúng ta còn ở đây đấy. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Phòng biên tập không phải là chủ biên Du quyết định. Phòng số 1, phòng số 2 chẳng phải cùng tổng biên tập Hạ sao? Xin lỗi, tôi mua cà phê cho mọi người đến muộn. Chủ biên Du, cảm ơn. Chị Tiên Tiên, chị đến rồi à? Hình như em mua thiếu một ly. Chị uống của em đi. Cảm ơn nhé. Chủ biên Du. Không đường phải không? Không bỏ đường. Cảm ơn, cảm ơn. Cô là thực tập sinh sơ lễ hôm nay mới tới đúng không? Tôi là Đỗ Điểu Điểu, cô gọi tôi là Tiểu Điểu được rồi. Tôi cũng có à. Đương nhiên rồi, mọi người đều là đồng nghiệp mà, đừng khách sáo. Cảm ơn chủ biên Du. Sơ lễ phải không? Hôm nay là ngày đến thăm tự do của tòa sàn chúng ta. Lát nữa cô tới tầng 1 tiếp đón những khách tới nộp bàn thảo. Công việc này không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề à? Được. Tiểu Điểu, đi theo tôi. Vâng ạ. Cô cứ giúp tôi nhé. A Tường, cảm ơn nhé. Chủ biên. Phó chủ biên. Ngày tiếp đón khách này có những người nào tới vậy? Ngày tiếp đón khách của tòa sàn chúng ta, cô không cần để ý tới nó. Người thực sự viết ra được cái gì đó đều đọc bản thảo qua mạng. Những người đến tòa sàn chúng ta thì một lời khó nói hết. Xin chào, tôi là biên tập thực tập của tòa sản Nguyên Nguyệt. Tôi tên là Sơ Lễ. Xin hỏi anh tới nộp bản thảo ạ? Tôi nói cô nghe, bộ tiểu thuyết này của tôi ít nhất có thể giúp tòa sản các cô nhận về 3 giải thưởng lớn. Giải Nobel văn học thì không cần nói, giải Nobel hóa học, giải vật lý học đều không ngoại lệ. Em trai à, ở đây phải là sóng yên biển lặng, chứ không phải là sóng yên bể lặng. Bà, đây là kịch bản của kịch Hoàng Mai, hay là bà tới nhà xuất bản kịch thử xem? Cô bé thực tập ở nhà xuất bản kịch bảo tôi đến chỗ của cô đấy. Hay là tôi hát cho cô nghe một đoạn? Lát nữa tôi đưa cô đi gặp một số tác giả thường xuyên hợp tác với tòa soạn chúng ta, cái đó mới hữu dụng. Chẳng trách chúng tôi nói chủ biên là người nhiệt tình không ai bằng. Phó chủ biên. Dù sao nhà văn Hà Mã cũng là tác giả tôi xem trọng nhất, cho giải qua chi năm nay. Nhưng bà là thế này, vì vấn đề bản quyền, tác phẩm mới sau này của ông ấy, cô nhớ nhắc lại nhau mấy nhé. Đương nhiên rồi, anh yên tâm đi. Chú của tôi đã nói rồi, chỉ cần anh còn ở Nguyên Nguyệt, người biên tập cho sách của ông ấy sẽ là anh làm. Tôi cũng có thể đảm bảo với ông ấy, chỉ cần Điểu Điểu cô ở tòa sản chúng ta một ngày, tôi có thể đảm bảo cho cô được vui vẻ như ý, thoải mái. Cảm ơn phó chủ biên Miêu. Đi cách sáu. Những người tới nộp bản thảo toàn là ai vậy? Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã nhìn thấy rãnh Mariana sâu không nhìn thấy đáy. Ngăn giữa hiện thực và mơ ước kia, âm thầm chảy dưới mặt hồ tĩnh lặng. Ông ơi, bây giờ là giờ làm việc, ông có thể để buổi chiều đến quét dọn sao? Nhìn tôi giống người quét dọn sao? Ông cầm chổi không phải để quét dọn, lẽ nào tới tham gia cuộc thi quýt đít sao? Đúng vậy, tôi đang quét dọn mà. Tuổi tác lớn rồi, nhìn thấy không sạch sẽ là quét dọn một chút. Vậy vất vả cho ông rồi. Ở đây cũng đâu bẩn đâu, cũng đâu phải bẩn lắm. Đôi mắt đó giống hệt mẹ mình. Cô cũng làm ở tòa soạn Nguyên Nguyệt à? Cháu là biên tập thực tập mới tới. Cháu tên là Sơ Lễ.
Lần đầu gặp xin lấy lễ đối đãi, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Ông cũng là độc giả trung thành của Nguyệt Quang sao? Đây là câu trên trang nhất của số ra mắt. Ông cháu đã lấy đó đặt tên cho cháu đấy ạ. À, tổng biên tập Hạ, sao ông lại về sớm thế? Tổng biên tập Hạ, ông là tổng biên tập Hạ sao? Lão Miêu, nghe nói cậu từng tiếp xúc với Trú Xuyên. Tổng biên tập Hạ là thế này. Trú Xuyên này chỉ có một bộ Đông Phương Ỷ Văn Lục, xét về vị trí VIP thì còn thua xa nhà văn Khấu Duy nhiều lắm. Tôi đã từng đọc tiểu thuyết của Trú Xuyên, tôi thấy cậu ta rất được. Ngoài cậu ta ra còn có lựa chọn nào khác không? Tôi muốn tiến cử nhà văn Giang Dữ Thành. Ai cơ? Giang Dữ Thành? Sở Lễ à, tôi nhớ cậu học ngành tài chính đúng không? Xu thế của Giang Dữ Thành trượt dốc rõ ràng như thế. Có thể xem cậu ta là cổ phiếu tiềm năng sao? Cô học chuyên ngành tài chính kia kiểu gì thế? Quả thực, từ khi Giang Dữ Thành chấm dứt hợp tác với Cố Bạch Dĩ, đã có hai tác phẩm liên tiếp thất bại rồi. Một hai lần thất bại đâu là gì chứ? Một hai lần thất bại còn không là gì sao? Điều này đã liên quan tới bát cơm của tất cả mọi người trong phòng biên tập này của chúng ta rồi. Cô tưởng cô đang chơi game mà? Cô có mấy lần cơ hội chứ? Cô tưởng cô nói có thể đánh thức đại thần ngủ say Giang Dữ Thành kia sao? Cô còn giỏi hơn của Bạch Chỉ à? Bắt đầu Tiểu Giang là gia tòa sản Nguyên Nguyệt tìm được. Bất kỳ ai cũng có thể từ bỏ cậu ấy, nhưng tôi cho rằng tòa sản Nguyên Nguyệt nên cho cậu ấy một cơ hội. Tứ Điểu, Sa Lễ, hai người lại đây. Vừa rồi hai cô cũng nghe thấy lời của tổng biên tập Hạ rồi. Nếu ai ký được hợp đồng trước, ai có thành tích trước thì người đó sẽ được tuyển chính thức trước. Tôi sẵn lòng thay mặt cho Nguyên Nguyệt đi nói chuyện với nhà văn Giang. Tôi là độc giả nhiều năm của anh ấy, tỷ lệ thành công có thể sẽ lớn hơn một chút. Tôi xin nghe theo sắp xếp của phó chủ biên Miêu. Không thể để cho Sơ Lễ giành được món ngon như Giang Dữ Thành. Chào mừng quý sếp. Đến mua sách à? Đúng vậy, tôi tới mua cuốn Đông Phương Ỷ Văn Lục. Ở ngay đi. Xong chưa vậy? Đi thôi. Tôi xong ngay đây, tôi dọn chút đã. Đúng rồi, phạt của tôi đang mua sách của cậu đó. Là cô ta à? Cải tà quy chánh rồi. Cầm lấy. Hai ngày trước còn chê nó chẳng ra sao mà, sao hôm nay lại lon ton tới đây mua? Tôi đâu nói nó chẳng ra sao chứ. Tôi không gánh tội danh này đâu. Không nhìn ra anh còn là fan bố con đấy. Thích cả hai người. Ai thích chứ? Mắt kém thì đi khám mắt đi. Sao con người anh thích đá đểu thế nhỉ? Tôi gây sự gì với anh sao? Tôi thân với anh lắm mà. Tôi thân với cô lắm mà. Vừa tới đã chụp mũ cho tôi. Là độc giả của Trú Cố Tuyên. Nhà văn Trú Cố Tuyên thì sao chứ? Cuốn Năm Tháng Như Khúc Ca mà anh vừa cầm, không biết tái bản bao nhiêu lần rồi. Lần này còn phát hiện ấn bản kỷ niệm đặc biệt. Đây là cuốn sách kinh điển của kinh điển đấy. Anh dịch sách ra xa thế làm gì? Sách cha con người ta để cùng nhau chẳng phải là rất tốt sao? Xong chưa vậy? Cửa tiệm của cậu cũng đực nà. Cô hồn các đảng nào cũng chạy tới được. Tôi đồng ý. Đúng là cô hồn các đảng nào cũng có. Sách được đấy. Cô cần túi đựng không? Không cần đâu, cảm ơn. Mau lên đi. Cậu mau lên đi. Đi thôi. Cậu làm gì thế? Trẻ con.
Số 2070. Số 2080. Số 2070 đến rồi. Lớn quá đi mất. 这么大。